Chào mừng mọi người trở lại với kênh của Amy. Và cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ video đầu tiên của Amy. Như bạn nào chưa coi thì mình sẽ link ở đây hoặc là ở đây, hoặc cũng có link ở dưới description nữa. Thì video lần này sẽ là một cái haul đầu tiên ở trên kênh của Amy. Thì haul lần này sẽ có Zara, Opoly và Meshki. Thì những bộ đồ lần này sẽ có một hơi hướng một chút xíu thôi về party và night out một chút xíu. Tại vì mấy tháng trước thì em thì có dự định là sẽ đi Las Vegas cho sinh nhật của bạn, nhưng mà chắc là đã cancel rồi mọi người, vì Covid vẫn còn chưa đi, còn lợi hại hơn xưa nữa. Nên không để mọi người chờ lâu hơn nữa, thì nếu như mọi người muốn biết em thì mua gì trong hoa lần này thì hãy tiếp tục xem nhé. Thì item đầu tiên sẽ là một món của Zara. Thì đồ Zara lần này mình chỉ mua có một món thôi. Mình cũng có mua những cái khác nhưng mà nó nằm ở trong Zara sale, nên mình nghĩ là mọi người cũng sẽ khó tìm những cái món đó, nên cũng quyết định là không có show ra cho mọi người. Nhưng mà cái đầm này là một cái đầm cũng nằm trong collection cũng mới đây thôi, nên chắc chắn hình như là chắc là sẽ còn ở trên web. Thì cái đầm này là một cái đầm baby doll rất là dễ thương luôn. Thì cái đầm này có chất liệu cũng khá là dày, nên lúc mà như là mình mặc á, thì mình cũng không thấy đồ ở trong. Size thì chỉ cần mua đúng size của mình là được rồi. Đây là đằng sau, thì mình nghĩ các bạn sẽ nhìn dễ dàng hơn ở trong try on. Cái đầm này theo mình nhớ là 39 đồng hay 40 đồng gì đó. Thì mình sẽ để cái giá ở vòng vòng đây để các bạn có thể dễ dàng mà biết mình mua bao nhiêu tiền và mua size gì. Item tiếp theo sẽ là những món từ Opoly. Thì đầu tiên sẽ là một cái áo crop top. Cái này giống như là một cái corset vậy mọi người. Nếu như mà những cái áo mà có gọng á, thì sẽ ôm cái người của mình đẹp hơn. Thì ở giữa là có gold details. Đó. Thì cái áo này mình không nhớ là mua bao nhiêu tiền nữa, nên giá sẽ nằm ở đâu đó xung quanh đây. Một trong những cái nhược điểm của cái áo này á, là cái cúp á, rất là nhỏ, nên nó cũng cái cúp nhỏ và khá là nông á. Mình thì 2A thôi nên là vừa luôn cái cúp này. Còn nếu như mà bạn nào á, mà ngực lớn hơn Amy á, thì Amy cũng không có sure là có thể vừa hay không nha. Nhưng mà cái áo này á, mình nghĩ là có thể vừa vào cúp A hoặc là cúp B. Nếu các bạn nào lớn hơn á, ngực lớn hơn á, thì mình nghĩ là phải kéo cái dây này á, cho nó cao lên để nó có thể che được nhiều hơn. Item tiếp theo cũng sẽ là một cái item y chang như cái hồi nãy luôn mọi người. Thì cái này chỉ là màu nút thôi, hai cái là khác màu thôi. Thì cái này cũng là gold hardware, cũng có gọng ở đằng sau, cũng có gọng. Hai cái thì đa số là rất là giống nhau luôn á, nhưng mà có một cái khác biệt mà mình cảm thấy giữa hai màu á, có nghĩa là hai màu này là cùng size hết luôn, nhưng mà màu đen không biết là sao mà em mày mặc bị chật hơn là màu này. Nhưng mà material giống nhau hoàn toàn, cũng không có gì là khác nhau hết trơn á. Thì mình nghĩ là cái màu đen của mình là một là có thể bị lỗi, hay là màu đen thì nó may chật hơn màu nút nữa hả, thì mình cái đó mình cũng không chắc nữa. Và một cái item cuối cùng của Meshki đó là cái váy này đây. Trời ơi, đã chưa mọi người. Đây á, là có mấy cái giày á, rhinestone á, gắn vô rất là đẹp luôn. Cái váy này á, chất liệu vải á, rất là dày luôn nha mọi người, nên không có thể nào mà thấy được đồ ở trong hết. Cái đầm này á, mà đi vô mà cái váy này, cái váy chứ sao cái nó cái đầm. Cái váy này á, mà đi vô club á, là chắc như là cái disco luôn á mọi người, coi kìa, đã không? Nhưng mà hả, cái mà cái chú ý của cái đầm này á, là cái phần đó, mọi người thấy cái phần cắt ở đây á, tới đây không? Chỉ có đúng một cái găng tay của anh mẹ thôi đó, chỉ đúng một cái găng tay của anh mẹ thôi, nên rất là phần này bên này là rất là ngắn luôn. Nên mà bạn nào có mua cái váy này, mình recommend cái váy này luôn á, thì nên chú ý cách bận đồ ở trong một chút xíu, là tại vì có thể là sẽ dễ bị lộ quần mặc ở trong. Nên các bạn nào muốn thì mình nghĩ là phải mặc một cái quần nào đó hơi là đúng trong chút xíu. Những item tiếp theo sẽ là những item của Meshki. Thì item đầu tiên sẽ là một cái đầm rất là nổi luôn mọi người. Trời ơi, nó cam lắm luôn á. Nó cam lắm luôn á mọi người. Hay là đúng là mùa hè rực rỡ luôn á. Nhưng mà cái đầm này rất là đẹp luôn, là cực kỳ tôn dáng luôn nha. Ở đằng sau nè, các bạn có thể nhìn thấy nó đơn giản như vậy thôi, nhìn rất là đơn giản, nhưng mà mặc lên á, là cái màu á, đã là cái set mình rồi, nên cũng không có cần phải làm gì mà cầu kỳ hết trơn á. Chỉ là mặc cái màu này thôi là cũng đủ nổi lắm luôn rồi đó.
cái màu này thật sự là cũng không có kén da đâu mọi người, như là tại vì thật sự là em mày á không có được trắng, mày không có trắng, em mày rất là da rất là ngâm luôn, mà cái màu này lên nó cũng rất là đẹp luôn, cũng không có phải là kén da vậy. Thì có một cái mà hơi lạ ở cái đầm này á là những cái bộ đồ khác á mình mua đều chung một size hết, đều là extra small hết luôn, nhưng mà chỉ có riêng cái đầm này á thì nó bị rộng, nó bị rộng cũng không có nhiều lắm, nhưng mà cũng khá là như là cũng cũng có thể nhìn thấy là nó rộng á, nên á em mình đã cái đầm này á là em mình đã bóp từ ở trên xuống tất cả ở dưới luôn rồi nha mọi người, cái này là đã qua chỉnh sửa rồi nha, nên nó mới ôm, nó mới ôm cái body của mình tới như vậy. Cái đầm này chất liệu vải rất là dày, ở đằng trong cũng có một cái lớp lót nữa, nên là không thể nào mình có thể thấy được đồ ở trong hết. Thành tiếp theo sẽ là một cái ai đầm, cũng là đầm luôn mọi người. Cái đầm này á mọi người á nhìn thấy như là hơi không có gì đúng không, nhưng mà mặc lên nó rất là đẹp luôn á, tại vì hầu những cái món đồ mà em mày order thì cái đầm này á thì em mày chỉ mua về tính thử thôi, là không có trông chờ gì cái đầm này luôn á, tại vì thấy là đơn giản simple không có gì hết trơn, nhưng mà lúc mà mở ra mà thử lên á thì á, cái này á là một trong những cái đầm mà em mày thích nhất trong nguyên cái order của em mày luôn, mặc lên rất là sang nha mọi người. Cái đầm này á nhìn nó đơn giản như vậy á nhưng các bạn không cần phải phối gì nhiều hết trơn á, mặc lên á là đã tự động ra sang rồi. Nhưng mà có một cái điều á là tại vì do cái loại vải như vậy á, cái loại vải này là cái này là hai lớp nha mọi người, nhưng mà hả nè đây là hai lớp luôn nha, có gặp lại thành hai lớp, nhưng mà cái bản thân cái vải này nó không có phải là cái loại vải dày, nên nó hả mặc vô á coi như là lộ hết luôn nha, nên nó lúc mà em này mặc vô á cho mọi người coi á là em này chưa có ăn gì chưa, không ăn để sợ ăn vô xong là cái bụng nó thừa lừ luôn á, nên không dám ăn. Nhưng mà cái đầm này là rất 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 là đẹp, mặc lên cực kỳ sang. Cái đầm tiếp theo sẽ là một cái đầm mà cũng là bodycon luôn, cho mọi người coi đằng sau rất là đẹp luôn, đây là nhúng 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 nha, đằng trước là cũng nhúng nghiêng nghiêng thôi, nhưng mà đằng sau á thì nó nhúng vô như này, nó có một cái đường ở giữa, nếu nhúng vô á bình thường á phòng ba của em mình cũng ok đi, mà mặc mấy kia cũng ok đi, mà cái váy này á mặc lên như mọi người trời ơi bự gấp đôi luôn á, bự lắm, ai mà mặc cái váy này hả đít bự gấp đôi luôn thiệt luôn. Cái này nó hơi mỏng một chút xíu nhưng mà tại vì cái tính chất cái loại vải như vậy á, thì nó mới ôm được cái người của mình hơn nhiều, nhưng mà bạn nào nếu mà tìm kiếm một cái đầm này á mà loại vải dày hơn á, thì mình sẽ không recommend cái đầm này đâu, nhưng mà cái đầm này á mình mặc mùa hè á, thì hợp lý luôn á mọi người. Có một cái ai đầm cuối cùng, đây là một cái top của Meshki, đúng là kiểu body luôn mọi người, tôi tin tin nè, là cái hộp á mà nó đính nó hết cái phần ở trước luôn và cả cái dây này nữa, nhưng mà hả một điều đáng tiếc á là mình rất là thích đó, những cái kiểu á mà nó ra tới đằng sau luôn, thì ở đằng cái này nè thì nó hơi bị đơn giản ở đằng sau mọi người, không có cái gì nhiều lắm, nhưng mà cũng không sao, thì căn bản như vậy cũng đã đẹp rồi, nhưng mà tại vì do cái sở thích của mình thôi, mình thích những cái đồ á mà nó từ đằng trước á mà nó đem ra cả đằng sau luôn, thì nhìn như vậy thì nó sẽ sang hơn một chút xíu, còn như vậy thì nó không có được gọi là nhìn, nó không có được chất lượng của mọi người. Và thế cũng là kết thúc một cái haul lần này. Thì em mình bây giờ sẽ ngồi đây và chọn một trong số những cái item này làm một cái lookbook nhỏ nhỏ để chia sẻ với mọi người các bạn mình sẽ xài những bộ đồ này ở ngoài như thế nào. Còn lại thì hãy keep on watching và hẹn mọi người vào một cái video sắp tới nhé.
này rất là worth it luôn nha mọi người. Cái này là đúng là mùa hè trôi qua, anh sẽ lưng tôi quen đây, bạn ơi cùng tôi hãy lên đường. Không thuộc.